Ông ăn đi. Ông già rồi, ăn ít thôi. Ăn xong rồi ông rửa bát đi nhá. Không hơi đâu mà hầu. Tối nay cả nhà mình đi ăn lẩu. Cho ông đi cùng đi. Con ô tô có 4 chỗ mà mẹ. Ông ăn mì lo rồi đi. Ông ơi, ông ăn no chưa? Ông ăn no rồi, cháu ngoan lắm. Chưa cho tiền quà là. Ông ơi, sau này cháu lớn cháu sẽ dẫn ông đi ăn lẩu. Ôi đừng muốn đi ăn. Cầm mì để ăn gì đấy? Sau này lớn con sẽ nấu cho bố mẹ ăn.